chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, tại kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO đã nhất trí đưa vào danh sách Di sản Thế giới thêm 21 địa danh trong số 27 đề cử. 21 địa danh được công nhận lần này gồm 12 di sản văn hóa, 6 di sản thiên nhiên và 3 di sản kết hợp. Như vậy, danh sách di sản thế giới hiện nay đã tăng lên 1.052 địa danh ở 165 quốc gia. Các công trình của kiến trúc sư nổi tiếng người Thụy Sĩ Le Corbusier đã được UNESCO tôn vinh sau 2 lần bị từ chối. Trong số 17 công trình của ông được vinh danh, có 10 tòa nhà ở Pháp, còn lại là các công trình được xây dựng tại Thụy Sĩ, quê hương ông, và tại 5 quốc gia khác là Đức, Bỉ, Ấn Độ, Nhật Bản và Argentina. UNESCO cũng đưa ra một loạt di sản thế giới vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa, gồm 5 địa danh tại Libya, 1 địa danh tại Uzbekistan và 1 địa danh tại Mali, trong khi đưa 1 địa danh tại Georgia ra khỏi danh sách này. Thành phố cổ duy nhất của thế giới, Namadon, xây dựng trên rạn san hô, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Popay, Micronesia, đồng thời được đưa vào danh sách di sản thế giới và danh sách di sản bị đe dọa. Chính phủ Australia vừa trao trả vùng đất Canby cho những người chủ sở hữu truyền thống nơi đây. Bước cuối cùng kết thúc một trong những vụ đòi lại đất đai của người thổ dân kéo dài nhất trong lịch sử của nước này. Vùng đất Canby được tuyên bố chủ quyền là một vùng thưa thớt với diện tích khoảng 676 km2 thuộc đảo Cork, phía tây Darwin, được phát hiện vào năm 1979 và được thành lập vào tháng 4, chuyển giao quyền sở hữu từ chính quyền liên bang Australia cho nhóm người thổ dân Larrakia. Ngày hôm nay đây, chúng tôi nhận ra rằng đây chính là vùng đất của người Larrakia. Tôi hiểu rằng họ đã chăm sóc cho vùng đất này trong hàng chục nghìn năm qua. Những ca khúc mà họ hát lên luôn vang vẳng trong tâm trí chúng ta. Những bài hát đó vượt qua những kiến thức về phong tục, truyền thống, luật lệ của các bạn. Và tôi bày tỏ sự kính trọng sâu sắc tới các thế hệ người dân Larrakia trong quá khứ và hiện tại. Người thổ dân bị tước đoạt phần đất này khi nó trở thành thuộc địa của Anh vào thế kỷ 18 và những luật lệ của người Australia bản địa cho phép công bố chủ quyền cho những gia đình người thổ dân nếu họ có thể chứng minh sự gắn kết của mình với mảnh đất đó. Tôi rất hạnh phúc khi sau 37 năm, chúng tôi nhận lại được phần đất đai của mình. Tôi rất buồn khi mẹ mình không còn ở đây để chứng kiến điều này. Buổi lễ bàn giao bao gồm cả những điệu nhảy truyền thống và một phút yên lặng để tôn vinh những người đã qua đời trước khi được chứng kiến sự kiện này. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng là nỗi ám ảnh của không chỉ châu Âu mà của toàn thế giới. Sự bành trướng của IS đồng nghĩa với việc sẽ còn nhiều, rất nhiều những cô gái vô tội sẽ tiếp tục bị bắt cóc và xâm hại. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của một thiếu nữ Yazidi vô tội, người đã trải qua 15 tháng sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi khi IS bắt cóc và cuộc trốn chạy thoát khỏi nhóm phiến quân IS tại Iraq. Một Yazidi thiếu nữ trốn thoát sau hơn một năm bị giam cầm trong nhà tù của IS đã mô tả điều kiện tàn bạo và cảnh nô lệ tình dục dưới bàn tay của các chiến binh trong một video mới được đăng tải. Nihat Narakat Sammo Anasi là một trong hàng ngàn người Yazidi bắt làm tù binh của các nhóm thánh chiến khi cô bị bắt ở quê hương Sinjar, Iraq của cô trong tháng 8 năm 2014, theo các quỹ từ thiện Amma quốc tế. Tại thời điểm đó, Anasi 15 tuổi. Trong video, Anasi nói rằng cô đã bị đánh đập và hãm hiếp nhiều lần bởi hai chiến binh nhà nước Hồi giáo IS suốt 15 tháng trong điều kiện nuôi nhốt. Một trong các chiến binh coi các cô gái sau khi mua của mình như là những nô lệ với giá 800 đô la. Anasi đã không thành công trong việc phá thai và cho biết cô rất yêu đứa trẻ, một cậu bé sau khi sinh. Nhưng cuối cùng cô đã rời khỏi đứa trẻ sơ sinh sau khi trốn thoát lãnh thổ nhà nước Hồi giáo. Bây giờ cô 17 tuổi, Anasi sống cùng gia đình ở Iraq, Kurdistan. Cô làm việc với nền tảng và nhóm đối tác của mình, mạng lưới phụ nữ chống radicalization gần thành phố Dohuk. Người Yazidi là một tôn giáo thiểu số ở Syria và Iraq, là mục tiêu có hệ thống của nhà nước Hồi giáo, được Liên Hợp Quốc cảnh báo. Ít nhất 30 ngôi mộ tập thể của người Yazidi
đã được phát hiện ở các nước chiến tranh tàn phá và khoảng 3.200 phụ nữ Yazidi và trẻ em nằm trong các nhóm thánh chiến. AMA là một nhóm giáo dục và trợ giúp khẩn cấp phục vụ người tị nạn và cộng đồng những người gặp tị nạn ở Trung Đông. Alasi hy vọng cô có thể trở lại trường để hoàn thành việc học của mình vào cuối năm 2016. Các nhà nghiên cứu Iceland đã phát triển thành công một kỹ thuật cho phép thu và lưu giữ carbon dioxide bằng cách biến chúng thành đá. Công nghệ mới được cho là có thể mang đến một giải pháp nhanh chóng và an toàn hơn để hấp thụ carbon dioxide, từ đó hạn chế quá trình ấm lên toàn cầu. Nhóm nghiên cứu đã bơm khí CO2 xuống độ sâu khoảng 400 đến 500 mét bên dưới lớp đá núi lửa ở Iceland, nơi các khoáng chất bazan phản ứng với khí tạo thành các khoáng sản carbonate. Tiến trình này đặc biệt diễn ra nhanh chóng và vĩnh viễn. Nơi được chọn thí điểm là nhà máy điện Henlissedi tại Iceland, cơ sở sản xuất năng lượng địa nhiệt lớn nhất thế giới. Nhà máy này mỗi năm thải 40.000 tấn CO2, chỉ bằng 5% lượng khí thải của một nhà máy than đá có quy mô tương tự, song vẫn là con số đáng lo ngại. Chúng tôi đã đưa ra và phát triển một hệ thống bơm mới, bơm nước cùng CO2 hòa tan CO2. Theo các nhà nghiên cứu, chuỗi phản ứng với chất khoáng trong đá pansat nằm dưới sâu đất sẽ chuyển hóa CO2 thành đá vôi. Tiến trình diễn ra với tốc độ rất nhanh, 95% CO2 biến thành đá vôi trong vòng chưa đến 2 năm. Trong khi quá trình để CO2 khoáng hóa xảy ra trong tự nhiên trên mặt đất phải mất hàng triệu năm. Trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng loại đá vôi CO2 này cho các nhà máy điện tại những nơi có nhiều đá basalt và những địa điểm này có nhiều trên hành tinh. Do đó, việc sử dụng đá basalt để xử lý CO2 không thành vấn đề. Nhóm nghiên cứu hy vọng kỹ thuật này có thể được sử dụng để giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu trên thế giới. Chỉ với một chú ngựa, vài chồng sách nhỏ, một người đàn ông đã xây dựng nên một thư viện lưu động, di chuyển khắp những làng quê Indonesia và khích lệ niềm đam mê đọc sách của trẻ em vùng quê xa xôi không có điều kiện này. Cứ đều đặn 3 ngày mỗi tuần, anh Riwan Tururi, 43 tuổi, lại rong ruổi trên những con đường làng ở tỉnh Trung Java, cùng người bạn thân là chú ngựa Luna, mang theo những cuốn truyện, cuốn sách tới những vùng quê nghèo. Bộ sưu tập sách của anh được nhắc đến với tên giản dị Thư viện Ngựa. Khi thấy lũ trẻ đuổi theo chú ngựa, tôi thấy rất tự hào. Tôi cảm thấy tôi có ý nghĩa đối với các em. Đó là niềm vui lớn nhất. Khởi đầu từ khoảng 100 cuốn sách truyện do bạn bè tặng, đến nay thư viện lưu động của anh Sururi có khoảng 1.000 cuốn. Những đứa trẻ đều rất hào hứng với mỗi chuyến ghé thăm của ông Sururi. Thư viện này cũng giúp chị em phụ nữ trong làng bổ sung kiến thức, khuyến khích họ đọc sách nhiều hơn. Thư viện ngựa giúp chúng tôi tăng thêm sự hiểu biết và nâng cao khả năng đọc sách. Mục đích của thư viện ngựa là để giúp mọi người nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Anh Sururi mong muốn xây dựng được một thư viện riêng để những người dân nghèo quanh vùng có thể được đọc sách nhiều hơn. Và cho đến khi ước mơ đó trở thành hiện thực, hình ảnh người đàn ông thổi sách trên xe ngựa vẫn sẽ tiếp tục in dấu trên những con đường làng. Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.